Yo, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. À không, mình đã đặt rất ngắn mũi đây, hello anh em. Có anh em bình luận bảo là mình hít 50ml khí heli. Nên giọng nói gì thế này, ok. Đây là video sẽ nói về Eijato được búp những gì, là hoàn 2.5 khó hay dễ và một số cái liên quan. Sự việc Eijato được búp này thì có từ hôm qua, tầm tối, tầm mấy cũng muộn rồi nên mình cũng không muốn làm video. Anh em có giục mình là hãy làm video nói về Eijato được búp đi thì đây. Eijato được buff những cái gì? Đó là cụ thể buff về nộ thì đó là tăng dam và buff tốc độ tấn công 12%, thì bây giờ nó chuyển thành buff sát thương cho đánh thường tăng lên 20%. Thực ra mình thích cái buff tốc độ tấn công hơn là buff tăng dam, nhưng mà biết làm sao được. Giao thì có còn hơn không. Và thời gian cái chiêu quy nó tồn tại được tăng từ 15 giây lên 18 giây. Và cái lượng lạp nguyên tố thì giữ nguyên. Thì đây rõ ràng là một cái búp rồi, tăng hẳn 3 giây của cái chiêu quy. Và hơn nữa thì nó còn búp hình như là búp cho Eijato luôn, chứ không phải là búp cho đồng đội. Với cái chấn thì sẽ tăng từ 8% đánh thường lên 20% đánh thường. Khi làm chấn nó ra mắt thì chúng ta sẽ biết thông tin chi tiết. Về cái phần nội tại thì đó là cái nội tại bình thường nó là tăng đam cho chiêu quy dựa trên HP. Thì bây giờ nó đã đổi thành cái nội tại mới, đó là Eijato mà không ở trên sân ấy, thì khi mà cái năng lượng nguyên tố ít hơn 40 điểm thì nó sẽ hồi mỗi giây 2 điểm năng lượng nguyên tố. Đây là một cái giúp cho Eijato hồi chiêu quy nhanh hơn. Và một số cái khác về cung mệnh thì thôi bỏ qua nha anh em. Đó là những cái búp của Eijato. Để tổng kết lại thì mình thấy rằng là đây là những cái búp khá là hấp dẫn. Đặc biệt là về chiêu quy thì tăng thêm 3 giây cho cái thời gian hoạt động của chiêu quy, tức là thời gian chết chiêu quy chỉ có 2 giây thôi. Đồng thời lại tăng khả năng nạp năng lượng nguyên tố nữa. Nó giúp cho Eijato cấp thủy tốt hơn, thời gian dài hơn, nhiều hơn. Bình thường thì có rất là nhiều đánh giá, có bên thì khen, có người thì chê. Thực sự là mình cũng không quan tâm lắm, bởi vì là khi nhau đợt ra cầm chơi thì sẽ biết thôi. Còn cá nhân mình thấy thì khi búp như này thì rõ ràng là nó đã được nhiều hơn, được thêm rồi. Được thêm không phải bị bớt đi là mừng rồi. Trả lời cho câu hỏi là tại sao mà có người nghĩ rằng là hoàn này khó, mặc dù là đã có team đô thần quốc dân, thì thực sự là câu trả lời rất dễ thôi anh em. Lý do thì chỉ có một thôi và mình nghĩ anh em cũng biết, đó là không đủ build team 2. Trong la hoàn kỳ này thì cả hai team đều cần sát thương, team trên clear nhanh thì team dưới sẽ dễ thở hơn. Và team dưới thì cũng cần một sức mạnh nhất định để có thể hoàn thành nốt công việc của cái phòng đấy. Thì vấn đề ở đây là team 2 cần sát thương nhưng mà lại cũng cần thêm cả một nhân vật hệ nham nữa nếu như anh em không muốn đổi team giữa chừng. Nên chính những cái yêu cầu đó gây ra rất là nhiều khó khăn cho việc lựa chọn. Với những người ít nhân vật hay là đang thiếu nhân vật, phòng số 1 là phòng khó nhất và các phòng còn lại thì nó dễ hơn. Nếu sử dụng team Lô Thần Quốc Dân trong cái phòng tầng trên thì sẽ dư rất là nhiều thời gian, nhưng mà nó sẽ gom hết tất cả các hỗ trợ ngon từ các team. Thành ra là việc một người chơi cần phải có nhân vật 5 sao hay là nhân vật hiếm có khác, có đội hình đầy đủ không chung đụng với team Lô Thần Quốc Dân thì mới có thể chơi tốt ở la hoàn lần này. Hoặc một lựa chọn khác đó là xé lẻ team Lô Thần Quốc Dân ra. Hoặc là đã có những cái đội hình rất là mạnh mẽ, không cần sử dụng support trong đội hình Lô Thần Quốc Dân, đã có thể clear tốt thì cũng không bị ảnh hưởng trong cái la hoàn lần này. Tính điều này thì cũng đã tiết lộ rằng là việc roll thêm nhân vật mới là điều cần thiết. Nhiều người chê rằng có nhiều nhân vật mới chán ngán rồi, nhưng mà không biết rằng nhà phát hành tạo ra nhân vật mới cho nhiều người chơi khác chứ không phải là cho một cá nhân. Rất nhiều người còn đang thiếu rất là nhiều nhân vật. Chính vì thế, để có thể kết luận rằng độ khó của la hoàn này thì mình nghĩ rằng là nó không phải là ít, nó không phải là dễ hơn đâu. Và cá nhân mình là mình nghĩ như vậy, rõ ràng nó dễ hơn với một số anh em, nhưng mà nó khó với người khác. Rõ ràng là la hoàn kỳ này vẫn có những yêu cầu đặc biệt. Vậy câu hỏi ở đây là làm sao để la hoàn nó dễ hơn cho các kỳ sau với anh em? Thì mình nghĩ là anh em cũng đã biết câu trả lời rồi, nó rất là đơn giản thôi. Thường câu trả lời đơn giản nhất là câu trả lời đúng. Đó là việc phải lấy thêm nhân vật mới về để build thêm các đội hình khác phong phú hơn. Nhưng mà hiện tại thì có rất là nhiều nhân vật và biết lấy thêm nhân vật nào đây? Thì mình có một cái tư vấn nhỏ thôi, trong tương lai gần, và mình chắc là anh em cũng đã từng nghe trên kênh của mình rồi. Đó là về nhân vật nào ngon thì thực sự là nhân vật nào cũng có cái giá trị của nó cả, đều có thể xài được. Sắp tới đây có banner của Lôi Thần và Kokomi thì cả hai nhân vật đấy đều ok. Đặc biệt là Lôi Thần thì rất là mạnh rồi, cái đấy thì không phải bàn cãi gì. Nhưng Kokomi thì khi có Heron về được thì anh em cũng sẽ build được những đội hình rất là hấp dẫn. Cá nhân mình thì mình vẫn khuyên anh em nên chọn Lôi Thần nếu như anh em chưa có. Và sau đó thì sẽ là Kazuha. Ở phiên bản 2.6 thì nhân vật nào rerun vẫn chưa biết anh em ạ. Hãy cùng mình theo dõi nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye cả nhà.